thời gian qua đã diễn ra buổi ký kết hợp tác phát triển sản phẩm nhận diện khuôn mặt thông minh giữa tập đoàn điện tử hàng đầu thế giới NEC Nhật Bản và công ty truyền thông Tùng Việt. Sự kiện đánh dấu bước quan trọng của tập đoàn NEC đối với sản phẩm nhận diện khuôn mặt tại thị trường thế giới nói chung, cũng như Tùng Việt triển khai tại thị trường Việt Nam nói riêng. Công nghệ nhận diện khuôn mặt thông minh được áp dụng trong rất nhiều các ngành nghề, lĩnh vực, an ninh, trường học, bán lẻ, ngân hàng, sân bay, trung tâm thương mại, tòa nhà. Trong buổi ký kết, NEC nhận định Tùng Việt là công ty có kinh nghiệm, uy tín và khả năng để phát triển công nghệ nhận diện khuôn mặt của NEC tại Việt Nam. Đây cũng là công nghệ đã được áp dụng rất nhiều tại các nước phát triển trên thế giới và đặc biệt tại Đại hội Olympic 2020 tới đây diễn ra tại Nhật Bản. Hệ thống nhận diện khuôn mặt là một ứng dụng kết hợp camera và phần mềm nhận diện, tự động xác định hoặc nhận diện một người nào đó một cách chính xác khi bước qua tầm quét camera. Công nghệ nhận diện khuôn mặt có nhiều ưu điểm. Không cần sự tương tác của người dùng. Không đòi hỏi người dùng phải chờ đợi mà chỉ việc bước vào. Nâng cao mức độ an ninh trong hệ thống an ninh camera. Tạo ra kho dữ liệu với danh sách trắng tin cậy và danh sách đen blacklist. Thông báo các trường hợp xâm nhập trái phép. Tạo nhóm với quyền được ra vào hay hạn chế ra vào. Kiểm soát việc chấm công, đăng ký và quản lý khách vào và ra trong khu vực, tòa nhà, khuôn viên, văn phòng. Điểm mạnh của công nghệ nhận diện khuôn mặt NEC nằm trong dung sai của nó đối với những hình ảnh chất lượng kém từ độ nén cao của video giám sát. NEC đã phát triển công nghệ trích xuất điểm đặc trưng cho phép nhận dạng khuôn mặt nâng cao đến mức có thể xác định một cá nhân từ trong một nhóm, ngay cả khi khuôn mặt của họ bị ẩn một phần hoặc hình ảnh chụp từ các góc độ khác nhau.